Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nữ mạng. Bản mệnh tổng quan cho thấy có rất nhiều vất vả, khó khăn và tiền vận. Tuy nhiên lại có hậu vận, sống an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Để có thể hiểu rõ hơn về vận trình tuổi này, mời tất cả quý vị theo dõi cụ thể trong những phân tích dưới đây. Gia chủ nữ mạng Canh Tuất sinh năm 1970 có cung mệnh thuộc cung Khảm, mạng thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng, xưng con chó, tướng tình con cáo. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Canh Tuất sinh năm 1970 thông qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, mạng kim, xoa xuyến là vàng đeo tay, mùa thu sinh đặng gặp may như cây gặp nước, như cua đủ càng, mùa hạ, hỏa khắc chẳng an, đông xuân cũng lỗi khiến nàng cực thân. Gái mà tuổi Tuất chẳng hiền, gặp chồng mạng nhỏ phải đành nhịn ngay. Canh Tuất số gái chẳng yên, chữ Canh chữ Mậu đảo điên nhiều chồng. Số nàng lập nghiệp phương xa, làm ăn có của có nhà chẳng yên. Lỗi sinh tiền bạc khó cầm, khi ăn chẳng hết, lúc cần chẳng ra. Số người hậu vận lao đao, không bằng vận giữa như tiên giáng trần. Tổng quan, nữ mạng tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, số mạng khổ trước sướng sau. Từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, cuộc sống có nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, về già cuộc sống được cải thiện lên rất nhiều, có vận may về con cái, sống hạnh phúc, an nhàn bên gia đình và người thân. Tổng kết, nữ tuổi Canh Tuất cả về cuộc đời tuy phải chịu nhiều vất vả, khổ cực, nhưng về già sẽ được đền bù xứng đáng, cuộc sống vô lo, vô nghĩ, hạnh phúc bên con cháu. Những người này thường có sức khỏe tốt nên sống rất thọ, số hưởng thọ từ 80 đến 92 tuổi. Tình duyên, tùy vào tháng sinh mà tình duyên nữ mạng tuổi Canh Tuất sẽ được chia ra vào 3 nhóm sau đây. Thứ nhất, những người sinh vào tháng 1 âm lịch thường không may mắn trong vấn đề tình duyên, họ phải trải qua nhiều sóng gió thì mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Thứ hai, những người sinh vào các tháng 2, 5, 6, 9, 10 và 11 âm lịch, tình duyên đến muộn nhưng sau kết hôn được hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thứ ba, những người sinh vào các tháng 3, 4, 7, 8 và 12 âm lịch là những người có nhân duyên rất tốt, họ có đường hôn nhân tương đối thuận lợi, sau khi kết hôn vợ chồng đồng lòng cùng nhau chung tay phát triển sự nghiệp, gia đạo công danh. Gia đạo, cuộc sống gia đình đôi lúc có gặp phải những trở ngại, tranh cãi, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp. Nói tóm lại, cuộc sống gia đình khá yên ổn, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống thuận hòa. Công danh, nữ tuổi Canh Tuất tuy chăm chỉ, cần cù, chịu khó, nhưng lại không có tham vọng, ước muốn của họ chỉ là được sống an nhàn và sung túc hơn, cho nên công danh cũng không thể phát triển, chỉ ở mức độ trung bình. Sự nghiệp, con đường sự nghiệp đầy chông gai, lúc lên lúc xuống, do vậy mà phải đến độ tuổi 40 thì Canh Tuất mới bắt đầu có những bước tiến hay là ổn định trong sự nghiệp. Để tăng cường vận trình gia đạo, công danh và sự nghiệp, bản mệnh có thể sử dụng pháp khí chiêu tài đón vận hàng đầu trong phong thủy. Đó là vòng tam hợp quý thần, dần, ngọ, tuất, vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy rất tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não màu đỏ mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa trên ba viên đá mã não này còn có khắc hình ba linh vật dần ngọ tuất giúp quy tụ năng lượng, chiêu hợp quý nhân, tương trợ cho người đeo, giúp cho vận trình cuộc sống và công việc luôn được thuận lợi, hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đạo hòa thuận, yên vui. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn bình an và trở thành một trong phong thủy hộ thân riêng của bạn. Quý vị gia chủ hữu duyên thì nên thỉnh để có thể cảm nhận được sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Tuổi hợp làm ăn, lựa chọn những người hợp tuổi để cộng tác làm ăn, không những sẽ làm cho công việc sự nghiệp phát triển nhanh chóng, thuận lợi, suôn sẻ, luôn gặp may mắn, mà nó còn giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường những mối quan hệ tốt đẹp. Dưới đây là những con giáp sẽ giúp ích rất nhiều trong việc thu hút nguồn tài chính nếu như Canh Tuất hợp tác làm ăn với họ, đó chính là Canh Tuất, Bính Thìn và Kỷ Mùi. Lựa chọn vợ chồng. Theo tử vi thì nữ mạng tuổi Canh Tuất nên lựa chọn kết hôn với những tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi và Đinh Mùi. Đây là những tuổi sẽ đem đến cho nữ Canh Tuất một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc, an nhàn và sung sướng. Hầu như Canh Tuất sẽ không phải lo lắng nhiều về vấn đề trong cuộc sống, công việc làm ăn lẫn hôn nhân tương đối mỹ mãn. Những con giáp trên cũng đem đến vận may về tiền bạc lẫn tài lộc đến với nữ tuổi Canh Tuất. Nên duyên với hai tuổi Canh Tuất và Bính Thìn thì cuộc sống sau hôn nhân rất thuận lợi, địa vị trong xã hội được nâng cao. Kết duyên với hai tuổi Kỷ Mùi và Đinh Mùi thì cuộc sống trọn vẹn. Nếu như kết hôn với các tuổi Ất Mão, Kỷ Dậu thì cuộc sống của Canh Tuất cũng chỉ ở mức độ trung bình cả về mặt tài chính, công danh sự nghiệp hay hạnh phúc gia đình, mặc dù trong cuộc sống cũng vui vẻ, thuận hòa nhưng lại không có vận may về sự nghiệp. Nữ mạng tuổi Canh Tuất không nên kết hôn với các tuổi sau đây.
đó là Tân Hợi, Nhâm Tý, Đinh Tỵ và Mậu Ngọ. Phụ nữ canh tuất nên cần chú ý không kết hôn vào các tuổi 16, 22, 26, 28, 36, 38 và 40 tuổi bởi vì đây là những năm xung khắc với bản mệnh. Nữ tuổi canh tuất sinh vào các tháng 10, 11, 12 thì nhân duyên trắc trở, đào hoa hay gặp nhiều vấn đề trong tình cảm. Tuổi đại kỵ cần phải cẩn trọng khi kết hôn hay hợp tác làm ăn với các tuổi quý sửu, giáp dần, canh thân, ất sửu, bính dần, mậu thân và nhâm dần bởi vì nếu kết hợp với các tuổi trên thì việc làm gì cũng gặp khó khăn, gặp nhiều cản trở. Năm khó khăn nhất, phụ nữ canh tuất khi bước sang các độ tuổi 24, 28, 30 và 34 tuổi cần phải đặc biệt chú ý hơn nữa bởi đây là những độ tuổi họ gặp vận hạn, ra đường cần chú ý tránh tai nạn, làm ăn buôn bán cẩn trọng, kẻo thua lỗ, chú ý hơn về sức khỏe của bản thân. Bên cạnh đó, bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ vận trình cho mình, sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật được các thầy trong phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để tiêu trừ vận xấu. Cùng với đó là những ý nghĩa khác trong phong thủy, trong lối thiết kế được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt lồng ghép vào như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe Pháp Luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng Phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp quan vua tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo Cái, đây là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Pháp Loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô Tận Kết Bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch Niên Hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song Ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa nhân. Vòng trong cùng, khắc bộ lục tự Đại Minh Chú, Om Mani Padme Hum là công nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế hình ảnh đài sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng bát bảo tâm kinh để tiêu trừ bệnh tật, kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, bát nhã tâm kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực và xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý vị gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để chúng ta cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt thì mọi chuyện xấu sẽ tự nhiên được lánh xa. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, canh tuất khi làm việc gì đó thì nên chú ý tới thời điểm xuất hành để giúp tăng thêm sự may mắn, thuận lợi, đạt được kết quả như ý muốn. Theo tử vi chọn đời nữ mạng tuổi canh tuất, nên chọn những ngày lẻ, tháng chẵn và giờ chẵn khi muốn thực hiện giao dịch hay ký kết một hợp đồng nào đó thì sẽ rất tốt. Lựa chọn được thời điểm xuất hành may mắn sẽ đem đến nhiều thuận lợi trong sự nghiệp công danh cũng như hạnh phúc hôn nhân gia đình. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, đây là khoảng thời gian sẽ xảy ra nhiều biến động trong cuộc sống của bạn. Cần đặc biệt thận trọng và lưu ý trước khi bắt đầu thực hiện bất cứ việc gì, nên giữ cho tinh thần luôn sáng suốt để không mắc phải những sai lầm khó chữa. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, đây là khoảng thời gian vận may bắt đầu tới, công việc lẫn tình cảm đều có những bước phát triển tốt đẹp, cần sáng suốt để nắm bắt những thời cơ giúp tạo dựng sự nghiệp sau này. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, khoảng thời gian này cuộc sống đã bước vào giai đoạn ổn định, rất thích hợp để củng cố tình cảm và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận khi ra ngoài, tránh gặp phải những tai nạn đáng tiếc. Từ 36 tuổi đến năm 40 tuổi, trong những năm này, tình cảm phát triển rất tốt, tuy nhiên, công việc và sự nghiệp lại có dấu hiệu đi xuống. Cần cẩn thận nếu như có ý định đầu tư hay kinh doanh, tránh thất thoát về mặt tiền bạc. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, trong thời gian này xuất hiện nhiều vấn đề về mặt tình cảm, nên chú ý hơn trong việc bồi dưỡng, tăng cường hạnh phúc hôn nhân gia đình, công việc làm ăn không mới phát triển nhưng có vận may về con cái. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp và có nhiều niềm vui. Trong những năm này tài lộc đặc biệt phát triển, danh vọng lên cao, tuy nhiên sức khỏe bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của bệnh tuổi già.
từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, gặp nhiều chuyện tốt đẹp liên quan tới tài lộc và tiền bạc, gia đình vui vẻ, thuận hòa, con cái thành đạt, tuy nhiên cần chú ý hơn tới sức khỏe bản thân. Từ năm 51 tuổi đến năm 60 tuổi, trong những năm này gặp hạn về tài chính, do vậy cần chú ý hơn trong vấn đề quản lý tiền bạc. Đã đi tới tuổi về hưu cho nên giao lại công việc sự nghiệp cho con cháu, hưởng cuộc sống an nhàn thì tốt hơn. Thưa quý vị, việc nắm bắt tử vi trọn đời sẽ giúp cho quý vị tránh được những vận hạn và tận dụng được những giai đoạn tốt của vận trình để phát triển bản thân mình. Những chia sẻ trên mang tính chất chiêm nghiệm, vì vậy mong rằng quý vị gia chủ chúng ta hãy đón xem một cách hoan hỷ để có thể có sự phòng bị, chuẩn bị cho cuộc sống của mình. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc và sự như ý.